Xin chào các em. Hôm nay cô hướng dẫn các em bài tập tính chất chung của kim loại. Tầng 1 là bài tập tính toán. Cô chiếu qua các cái bài tập. Có 5 bài, câu số 1. Đây là câu số 2. Câu số 3. Câu số 4. Và câu số 5, bài tập thực tế. Bây giờ chúng ta sẽ chữa vào nội dung của từng câu nhé. Các em có thể làm trước và đối chiếu với bài chữa của cô. Câu 1. Ngâm một thanh kim loại Zn nặng 50 g trong 200 ml dung dịch CuSO41m đến khi dung dịch hết màu xanh. Tính khối lượng thanh kim loại sau phản ứng. Giả thiết kim loại sinh ra bám hoàn toàn vào thanh Zn. Vậy bài tập này, đầu tiên chúng ta phải tính số mol của CuSO4. N của CuSO4 bằng CM nhân với V. CM là 1 mơ. V ở đây các em sẽ đổi là 0,5 à 0,2 lít. Bằng 0,2 mol. Phương trình hóa học. Cu cộng à, Zn cộng với CuSO4 tạo thành ZnSO4 và Cu. Thì lưu ý rằng Cu tạo thành sẽ bám lên trên bề mặt của thanh Zn. Vậy CuSO4 phản ứng đơn vị ở đây là mol, 0,2 mol, thì ZnSO4 cũng 0,2 mol và Cu sinh ra 0,2 mol. Thì các em lưu ý rằng Zn phản ứng nó sẽ tan vào dung dịch và làm cho khối lượng giảm, còn Cu tạo thành nó sẽ bám đến thanh kim loại làm cho khối lượng tăng. Vậy khối lượng của thanh kim loại sau phản ứng là, các em lấy khối lượng ban đầu của thanh kim loại là 50 gram, trừ đi khối lượng của Zn bị hòa tan, số mol là 0,2, nguyên tử khối là 65, và cộng với khối lượng của Cu tạo thành bám lên trên bề mặt của thanh kim loại và kết quả bằng 49,8 gram. Câu số 2. Cho một lá đông có khối lượng 4 gram, lá đông là Cu nhá, copper, vào 100 ml dung dịch silver nitrate, tức là AgNO3, 0,5 mơ, khoảng 15 phút, có nghĩa phản ứng không hoàn toàn, lấy lá kim loại ra, rửa nhẹ, làm khô, cân được 7,04 gram. Giả sử toàn bộ bạc, tức là Ag sinh ra, đều bám trên lá Cu là đông. Tính nồng độ các chất có trong dung dịch sau phản ứng. Vậy ở đây các em lưu ý rằng đây là một cái bài toán phản ứng không hoàn toàn. Vì vậy cho khối lượng của Cu và silver nitrate, AgNO3, chúng ta không tính theo được hai chất đó mà chúng ta phải gọi cái lượng phản ứng. Vậy đầu tiên các em cũng sẽ tính cho cô N của AgNO3 ban đầu. Các em sẽ lấy CM nhân với V. CM bằng 0,5. V là 100 ml đổi thành 0,1 bằng 0,05. Đơn vị là mol. Phương trình hóa học xảy ra như sau. Cu cộng với AgNO3 tạo thành CuNO3 hai lần và Ag. Khác với phương trình của phản ứng 1, phương trình này các em cần phải cân bằng và thêm hai chất AgNO3 và đây hai Ag. Nhưng phản ứng nó vẫn giống với câu 1, đó là toàn bộ Ag sinh ra đều bám trên lá đông. Do đó cô gọi lượng phản ứng ở đây đơn vị là mol. Giả sử Cu phản ứng X sơ thì AgNO3 sẽ là 2 sơ.
CUN3 sinh ra sẽ là XG và AG tạo thành AX. Cùng hoàn toàn tương tự như câu 1 thì chúng ta sẽ có khối lượng của thanh kim loại sau phản ứng. Các em lấy ban đầu là nó có 4 gram trừ đi Cu, 8 là XC nhân với 64 cộng với khối lượng của AG tạo thành là 2XC nhân với 108 bằng kết quả là 7,04. Vậy xác định được XC sẽ bằng 0,02. Vậy dung dịch sau phản ứng chúng ta có một là V dung dịch vẫn bằng 100 ml, tức là bằng 0,1 lít. Có hai muối đó là CuNO3 tất cả hai lần. Số mol là XC bằng 0,02. AgNO3 giữ ban đầu có 0,05 mà phản ứng là 2XC, em trừ 2XC được kết quả bằng 0,01. Vậy dung dịch chứa hai chất tan, các em sẽ tính được hai nồng độ. Nồng độ thứ nhất CM của CuNO3 tất cả hai lần bằng N là 0,02 chia cho V bằng 0,1 và bấm kết quả bằng 0,2 m. CM của AgNO3 giữ bằng số mol 0,01 chia thể tích 0,1 thì bằng 0,1 m. Bây giờ các em sang bài số 3. Một màu đông bị lẫn tạp chất là nhôm và sắt. Câu này đáng để Việt hóa đồng Cu nhóm aluminium Al và sắt iron Fe. Để xác định hàm lượng tạp chất có trong mẫu trên, người ta lấy 5 gram mẫu hòa tan trong 100 ml dung dịch HCl 2 m. Sau phản ứng hoàn toàn, cân lại thấy lượng chất rắn không tan. Lượng chất rắn không tan này là Cu nhé, là 4,45 gram. Còn nồng độ của dung dịch HCl còn lại là 1,6 m. Yêu cầu tính hàm lượng phần trăm của nhôm và sắt có trong mẫu. Vậy chúng ta thấy ban đầu có 5 gram và sau còn lại 4,45. Vậy sẽ suy luận được khối lượng của Fe và Al. Em lấy 5 trừ 4,45 bằng 0,45, 0,55 gram. Số mol của HCl ban đầu có nồng độ rồi, các em sẽ tính cho cô nhé. N của HCl ban đầu bằng 0,1 nhân với 2 bằng 0,2 mol. N của HCl còn lại vẫn là 0,1 nhân với 1,6 bằng 0,16. Vậy từ đấy sẽ suy ra được NHCl phản ứng sẽ bằng 0,2 trừ 0,16 bằng 0,04 mol. Bây giờ các em sẽ gọi số mol của HCl của Al và Fe lần lượt là XC và Y. Các em sẽ giải bài toán bằng cách lập phương trình hai ẩn. Vậy chúng ta sẽ có đầu tiên là 0,55 sẽ bằng 27 nhân XC của F, của Al, còn Fe là 56 nhân Y.
Em có phương trình số 1. Phương trình hóa học xảy ra như sau. Al cộng với HCl tạo thành AlCl3 và H2. Nhất xong phải cân bằng phương trình. Em thêm 2, thêm 6 và thêm 3. Vậy Al có số mol là X. Khi dẫn đến HCl, x nhân 6 chia 2 được 3x. Fe phản ứng với HCl tạo thành FeCl2 và H2. Kem cân bằng thêm 2. Món ở ngoài này, Fe đặt là Y, thì số món ở đây là 2Y. Vậy chúng ta sẽ thiết lập phương trình hai ẩn. Đó là 3x cộng với 2y sẽ bằng số mol HCl đã phản ứng 0,04. Vậy từ phương trình 1 và 2, các em sẽ giải ra được x bằng 0,01 và y bằng 0,005. Chúng ta trả lời phần trăm khối lượng của Al trong mẫu sẽ bằng số mol là 0,01 nhân nguyên tử khối là 27 chia cho mẫu này là 5 gram nhân với 100%, được kết quả bằng 5,4%. Còn phần trăm của Fe trong mẫu bằng số mol 0,005 nhân với nguyên tử khối là 56 và chia cho khối lượng của mẫu là 100%. Và các em bấm được kết quả bằng 2,8%. Bài số 3. Bây giờ sang bài số 4. Để xác định tên một kim loại, một bàn hòa tan hoàn toàn 0,9 gram kim loại đó trong dung dịch HCl 2,5 m và thấy dung hết 0,40 ml dung dịch. Hãy xác định kim loại trên, biết hóa trị của kim loại là từ 1 đến 3. Vậy đấy là bài toán chưa biết hóa trị của kim loại thì các em sẽ đặt là N thế. Đầu tiên có thể tính được số mol của HCl bằng CM nhân với V. CM bằng 2,5. V là bằng 40 chia cho 1.000 các em đổi ra. Và được kết quả 0,1 phương trình hóa học xảy ra như sau. Gọi số mol, gọi nguyên tử khối. Của kim loại là mơ lớn. Mơ lớn của mơ và hóa trị là có hóa trị nơ. Vậy phương trình hóa học xảy ra như sau. Mơ kim loại có đặt mơ luôn cộng với HCl tạo thành MClNO và giải phóng H2. Các em cần phương bằng phương trình này bằng chữ ở đây HCl, các em sẽ thêm là 2N hay thêm 2, 2 và thêm N. Đấy là bài toán tính theo phương trình hóa học. Cụ thể, các em đã biết được HCl 0,1 mol thì dẫn đến M lấy 0,1 nhân 2 chia cho 2N được 0,1 trên N. Từ đấy chúng ta sẽ có khối lượng là 0,9 gram sẽ bằng số mol là 0,1 chia cho N nhân với mơ lớn của mơ. Các em tìm được mối quan hệ mơ lớn của kim loại mơ này bằng 9N. Ở đấy lập các bảng giá trị
Nơ bằng 1, thì m lớn bằng 9, loài không có kim loài mà chỉ một nào bằng 9 cả. Nơ bằng 2, m bằng 18, chúng ta cũng loài. Không có kim loại nào nguyên tử khối bằng 18, N bằng 3, M bằng 27. Đấy là aluminium. Ký hiệu là Al. Ta xác định tên kim loại khi chưa biết hóa trì thì tìm mối quan hệ giữa nguyên tử khối và hóa trì. Câu số 5, đấy là một bài toán thực tiễn. Các em đọc D và nhiều bạn khi đọc D bài này sẽ cảm thấy rất là khó. Nhưng mà chúng ta cứ bình tĩnh đọc và yêu cầu giả thiết. Ở trong bài này có thể có nhiều thông tin sẽ cung cấp thêm cho chúng ta về mặt hiểu biết về xã hội nhé. Quặng bauxit có thành phần chính. Có thành hóa học chủ yếu là oxide Al2O3, SiO2, Fe2O3, CaO, TiO2 và MgO. Hàm lượng quặng bauxit Tây Nguyên hiện rất nghèo, chiếm 15%. Việt Nam đã thí điểm xây dựng hai nhà máy alumi Nhân Cơ và Tân Rãi. Nếu cho rằng quặng bauxit Nhân Cơ là 13% Al2O3, vậy chúng ta quan tâm Al2O3 chiếm 13% và sản lượng là 750.000 tấn Al2O3. Cần khai thác bao nhiêu quặng bauxit giả sử hiệu suất phản ứng đạt 60%? Đây ta gọi quặng bauxit, gọi khối lượng quặng bauxit cần lấy là 50 tấn. Cái mơ tấn này thì hiệu suất phản ứng Al2O3 thì chiếm 13% của quặng, là 13% này các em nhân với mơ. Nhưng mà hiệu suất phản ứng lại có 60% và sẽ bằng đề bài cho 750.000. Các em bấm bằng máy tính ra được kết quả mơ bằng 9615384, đơn vị là tấn. Có lấy số nguyên nhé. Vậy cô đã hướng dẫn cho các em 5 cái bài tập cơ bản về tính chất của kim loại. Và các em tiếp tục đón xem phần lý thuyết ở video sau nhé. Tạm biệt các em.